Xin mến chào cô chú anh chị Việt kiều ở Mỹ và những quốc gia khác cùng các bạn Việt Nam thân mến. Ngày hôm nay quý vị nhớ đi Thác Giang Điền ở Đồng Nai chơi. Thì chỗ này hơi bị xa đâu đó quý vị. Nó nằm ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ha. Nằm cách Sài Gòn khoảng đâu 70 cây số. Đó thì hiện tại tới rồi quý vị. Ở nè quý vị xem cái cảnh lòng vòng đây nè. Lòng vòng của Thác Giang Điền ha. Đó họ xây những cái đường đi này nọ khá là đẹp luôn. Lần này đó vậy sau 6 năm nhớ mới quay lại ha. Thì trước đây nhớ có đi đây một lần. Đó quý vị xem nè, nhớ nhìn thấy những cái đổi thay ở trong Thác Giang Điền này. Đó có nhiều cái nhà chòi hơn. Đó, nhà chòi cũng kiên cố đó quý vị, ai mệt thì cứ vào đây nghỉ ha. Đó, khá là đẹp. Dưới đây thì nhà phát hiện có những cái nhà nữa quý vị. Đó, cái nhà cho du khách ở lại đó, thì thấy không, tuyệt vời ha. Và xa xa dưới đây nè là cái thác á. Đó, cái góc này thì chưa thấy được cái thác chính, chút xíu nữa ha nhà sẽ đi ra hướng đó cho quý vị xem. Bây giờ thì mình nhìn cái cảnh xung quanh trước hả quý vị. Đó. Ừ, có người người ta xuống đây người ta tắm nữa nè quý vị. Đó quý vị thấy không? Có những cái cục đá. Đó, rồi có người mặc áo phao này nọ ha. Khá là thú vị. Còn đây là cảnh xung quanh nè. Đó. Trên đây có những cái thành ha. Đó. Rồi có thể đi xung quanh đây để mà chụp hình này nọ, tùy theo mỗi người hả vậy. Có người thích chụp hình, có người thích cảnh, có người thích tắm. Đó. Thì đáp ứng hết ha. Nhã đang trong cái chòi. Nhã nhìn ra. Cái view này cũng khá là đẹp đó vậy. Nhã ấn tượng nhất là cái màu xanh của Thác Giang Điền á, đẹp quá chừng ha. Đó. Phía ngoài đây là cái đường đi vào nè, nó vị thấy không, một cái đường đi vào ha. Đó, đây là cái đường đi vào đây từ cổng chính, dễ thương. Điểm mà ấn tượng nhất quý vị là trong đây trồng nhiều cây xanh quá. Đó, vị thấy không, quá chừng cây xanh luôn. Xen lẫn giữa những hàng cây xanh á là có những cái nhà ha, cái nhà họ xây đó, cũng khá lịch sự. Ồ, nghe đây còn có bông hoa nữa nữa quý vị. Xen lẫn thì họ cũng trồng bông hoa ha. Đẹp lắm. Đó, ngoài ra cũng có bàn ghế để ngồi ăn uống và nghỉ ngơi đó vị. Đó vị thấy không, dễ thương ha. Đó, những ngày nghỉ người dân Đồng Nai họ hay xuống cái khu vực Thác Giang Điền này để chơi đó quý vị. Chút xíu nữa ha, đi lòng vòng nhớ quay cái thác cho quý vị xem. Đó, quý vị thấy không, cảnh ở trong đây cũng khá lý tưởng ha. Được cái mảng xanh nó nhiều đó quý vị.
Đẹp quá ha. Quá đẹp. Có vị thấy không? Quá dễ thương ha. Rồi, đi lòng vòng tham quan. Đó, người xem á, con đường ở Thác Nhân Điền người ta làm dễ thương không? Thác Nhân Điền đó quý vị, là cái thác nhân tạo á mà người ta xây ha, nhìn cũng có lý quá chừng. Đó, từ phía trên nhìn xuống nè quý vị. Đó, nhìn xuống ngay chỗ cái thác này ha. Chỗ này khá là mát mẻ luôn. Ai thích tắm thì tắm thôi. À, ở đây họ làm nhiều cái lối đi đó vậy, đi lên đi xuống ha, bậc thang khá là đẹp. Ok. Ồ, đây có nhiều cái cây nữa vậy, cây kiểng ha, đúng là gần gũi với thiên nhiên thiệt. Đẹp hả quý vị? Đúng mà nhìn đẹp ha. Nó lạ quá. Nó theo kiểu hoang dại ha. Trong đây nữa nè. Dương sĩ này nọ. Ồ, đây có ghế ngồi nữa vậy, giống như tấm biển vậy ha, ngồi nằm dựa được á. Đẹp quá ha. Bên đây cũng dễ thương. Ok, Nhã xin cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã dõi theo những cái video khám phá về du lịch của Nhã nha. Okay.